Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cử tri nêu lên một số ý kiến, kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội về luật đất đai, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất quân khu 5, 83 lô, giải tỏa đền bù của khu SHB mở rộng, xử lý hành chính, cưỡng chế, một số quy trình trong thi đua khen thưởng đảm bảo các điều kiện chế độ của cán bộ không chuyên trách, giải quyết ô nhiễm môi trường tại nhà máy khu công nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận tiếp thu 6 ý kiến cử tri với 10 nội dung, trong đó có 2 ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương sẽ trả lời. Còn các ý kiến về việc người dân chưa làm được giấy tờ quyền sử dụng đất do những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch cũng hết sức chia sẻ về vấn đề này vì lý do điều kiện đời sống kinh tế, đồng thời khẳng định sẽ nghiên cứu để sớm tháo gỡ các vấn đề đất đai, đồng thời kêu gọi sự chung tay của người dân. Còn với chế độ của cán bộ không chuyên trách, Phó Chủ tịch cho biết các địa phương đang trao đổi với nhau để điều chỉnh mức giá phù hợp. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đang xây dựng các chính sách hỗ trợ thêm cho các cán bộ này.